Lúc này dùng vẫn là lúc này cho không có đâu, mày có tiền đấy. Mày quá nói à? Mày là được rồi. Hai cái chị mình tương. Bác. Lừa đồ anh ấy. Bao giờ hai đứa mà làm ở dưới cái kia thì làm cái bếp như này cho nó thoải mái một tí. Vâng. Chứ thật trước thì anh cũng lên hộ người yêu anh làm cái lều kia, làm cái nhà bây giờ ấy. Anh làm thiết kế cái bếp ở trong nó hơi lối một tí. Vâng ạ. Chứ thành ra là cứ đun lửa cái là khói với lại bụi. Bây giờ được cái như này là cũng thông thoáng rồi anh nhỉ. Làm cái bếp nó riêng ra thì nó thoáng hơn. Mà hai đứa phải thật là cố gắng nhé. Dạ vâng. Nói chung là bọn em cố gắng thôi, nhưng mà cái sự ngăn cản cấm của mẹ bạn Mai thì mình cũng không. Nói chung là cái đấy là dần dần rồi thì chắc là mẹ của cái Mai nó cũng không ấy nữa đâu. Tại vì cái bác ấy thì anh cũng ở cùng làng anh mà, thì anh cũng biết rồi, anh cũng biết từ xưa rồi, từ trước rồi. Chắc là ghét em không. Quá thôi. Chắc là kiểu dạng như kiểu là nghe tin kiểu em kiểu người ta nói xấu về em, nói không tốt về em ấy, xong là mới phản ứng như thế thôi. Chứ còn thực tế bình thường bác ấy cũng tốt mà. Sau này mà em thuyết phục được thì tốt, mà không thuyết phục được em cũng không trở lại cùng đâu. Mà em đã làm được nhà thì em không trở lại cùng đâu. Anh mới cho đâu được. Nhưng mà đợt mà anh ở cùng làng bà ấy thì họ nói nhiều bà ấy không? Nói chung là bà ấy thì có cái tính thì cũng tốt thôi, nhưng mà anh thì lâu lắm rồi cũng không được tiếp xúc với bà đấy. Em lại không biết lý do vào đấy mà em vừa vào đã bị qua nhà lần đầu tiên mà đã bị đuổi vì đánh như thế này. Thế chắc là do nào mà như thế thì mà cũng không được anh, mà anh xuống cũng không giải quyết được. Bà ấy khùng lên là không chết không, nhưng mà được cái lúc còn bé thì bà ấy cũng thương anh lắm. Ngày trước kiểu nhà cũng ở gần nhau mà, xong là về sau gia đình anh thì chuyển đi ấy. Vâng. Về sau gia đình anh thì chuyển đi thôi. Mà không hiểu sao bà này lại bảo là bọn em yêu nhau mà không cho yêu. Không cho yêu nhỉ? Hay là chắc là kiểu anh nghĩ rồi, chắc là kiểu người ta ghen ăn tức ở, xong người ta nói xấu về em thôi, nói không tốt về em thôi. Hôm qua may còn có ông bác đi qua đường ấy, không là bà em bị đánh, lại đánh em tơi bời ra rồi. Hôm qua? Vâng, bà ấy đuổi đánh em ấy. Là rình mò mà lại thấy bây giờ lại biết là cái lều của em, cái nhà của em ở dưới đấy rồi. Bây giờ lại biết cái lều đấy. Bà sao biết được bà ở tận làng dưới kia mà. Vâng. Thế nếu mà hôm nào mà bà ấy đuổi các kiểu gì cứ lên đây ở đây nhá. Nói chung ở đây thì các bà nói chung là em làm gì đâu. Tại vì đất ở đây là của anh mà, cái đất này của anh ấy. Xong là anh cho người yêu anh ở đây thì cái điều mà em cứ lên đây không sợ bán lên đây quay nhiều đâu. Vừa nãy thì em cũng bảo với chị chắc được rồi anh nhỉ. Ừ, như này thôi, chắc chắn như này là ổn rồi. Tại vì phải đào cái chỗ này thấp xuống, không thì khói nó cứ đọng ở đây. Dạ vâng.
À thì bây giờ xong rồi nhờ em nhỉ. Để em thái em để em rửa tay cho em thái thịt. Rửa tay nhá. Anh tranh thủ anh dọn ngoài này tí. Vâng rồi. Rau chín hết rồi em nhỉ. Rau nấu hết rồi. Em đói cơm chưa? Chắc giờ chị cũng sắp về đến nhà rồi. Cho vào
quay kênh lên. Để sát vào trong này à? Cho chân vào. Hay là để đấy không? Để vào trong như thế này. Để sát. Lung lay gì không? Vẫn là lung lay. Cho chân vào nhỉ? Kê này. Nó bằng chưa? Vẫn nghiêng đúng không? Thôi bỏ hết cái chân này ra đi. Hai anh xong chưa? Để em lấy thịt vào. Sắp xong rồi. Bắt kê anh. Kê một tí thôi. Như này thôi nhỉ. Nó có bị rung không? Vẫn hơi rung nhưng mà không, kiểu cái bàn này nó cũng không được chắc lắm đâu. Bây giờ cũng ổn rồi thì hai đứa đi thay quần áo đi. Đợi em đi múc nút bắt đầu thay. Em cứ đi tắm đi nhá. Để anh dọn nốt cái chỗ này tí nhá. À thế thôi em thôi, anh dọn nốt chỗ này xong tắm xong. Này á? Vâng. Ôi để mình anh dọn được rồi. Ôi giời ơi, đây này. Cái chân kiềng này. Đấy. Lần sau đúng là cái thằng bận hoạn. Nó đi vào chỗ này nhỉ anh nhỉ? Ừ. Lần sau anh đặt bẫy ở đây, góc này, góc kia, với ở cửa nữa. Với bên này nữa. Để em hót cái này. Và cái ủng này chắc là chuyển sang nhà bếp để hơn. Em ở đây hót rồi nhé, anh đi để mấy cái này sang nhà bếp đi nhé. Chú lên đây với con đấy. Với chị Mai, với anh Hùng nữa. Thấy không? Đấy, gọi chú đi. Thôi, cùng em đi học về rồi à? Ăn cơm đi hai em ơi. Vâng. Ăn cơm đi. À, chào cô nha. Đấy, em lúc đấy đây. Hôm nay cái thằng trộm kia trộm hết tiền rồi. Mà trộm hết tiền rồi em lấy tiền đâu mà mua bánh mì cho cún. Em đi cầm bánh mì. Hả? Cầm bánh mì. Cầm bánh mì á? Đi cầm bánh mì. Vâng, hôm ngày mai. Đấy thì hôm qua bán hàng thì lại giả tiền bán em bảo rồi. Lấy cái bánh mì tôm ấy cho mẹ em ăn làm gì để cho. Để lúc đấy chị đi cắm máy chị giả được. Ở đây hai đứa đi vào nhà cơm đi nhỉ. Ơi. Chị ơi, chị đang ngồi đây cái này. À đây này cái đứa chủ quán này. Mày đi học. Chị mai em bảo đi học. Chị mai cho chị không? Không, chị mai em bảo ăn cơm em mới đi học. Thế chị đi về nhá. Em ăn cơm ở đây em. Em ăn cơm đấy mọi người. Ăn cơm ở đây này có cái không em đi về. Đấy Hùng với Mai là bố em ở nhà nấu cơm đợi là hai em đấy. Ăn cơm với ngồi Mai. Bố em nấu cơm ở nhà đợi em này. À, hôm nay chị cũng mua rau nhà em mà mua thịt nhỉ. Em đi về đây em chào chị. Anh chị ạ. Hôm nay người yêu chị mua đấy. Bố ơi, mau đi chơi với chị nhá. Ừ. Ba chị đâu? Ba. Bảo hôm nay em xuống này. Bảo hôm nay em xuống với chị nhá. Cơm. Ăn cơm đi Hùng ơi. Vâng. Anh em mời hai em cơm nhé. Con mời đi, con mời hai chị chưa? Anh chị ăn cơm nhé, em ăn cơm nhé. Anh chị ăn cơm. Mời cô ăn cơm nhá. Mời hai anh chị chưa? Mời anh chị ăn cơm. Mời quý anh cơm nhá.
Hai đứa cái gì đang đi? Hai đứa chắc là đói lắm rồi đúng không? Em đói lắm. Ui ôi, thương chú nhé. Chú xin nha. Cái thịt của cún đâu? Dạ. Nhiều cơm lắm á. Thế để vơi em một tí nhá cún nhá. Ăn cơm nhá. Ăn cơm nhá. Hai đứa ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng. Ăn đây đi, rau canh ngay nhé Hùng ơi. Dạ vâng. Hai em tự gắp đồ ăn nhé. Vâng. Em bé ăn nhỏ hết. Cuốn phải ăn nhiều vào nhá. Hai em hôm qua cũng nhiều. Em đang ốm nữa, em phải ăn nhiều vào nhá. Bài cứ lên nhéo nhiều quá vậy. May mà không biết, mà bà không biết ở chỗ này, không biết. Bà mà biết thì thôi rồi. Nếu mà lúc nào ấy thì trốn bà lên đây nhá. Mấy là bữa ăn chưa có nồi, chưa có vung nấu đâu đúng không? Em sợ nhất mà trốn lên đây mà bà ấy chạy lên đây mà tìm thấy thôi. Hai em có nồi có vung nấu cơm ăn chưa? Thế là lên với chị nấu ăn rồi nhá. Em chưa mua được cái gì đâu chị ạ. Vâng. Mẹ xin nhá. Cún ăn nhiều cơm rồi nhá. Mấy em ăn nhiều rồi nhá. Dạ vâng. Cún ngại nhá. Mày quá. Cún đói rồi. Mày lại được rồi. Hai anh chị ăn cơm. Ô. Mẹ em rồi. Mẹ mới ăn gì? Bác. Chị nhá. Bác chào bác nhá. Bác này, sao bác này biết đường lên đấy? Biết điều này lúc nãy Hoài cái đứa cháu bảo lấy cái nước lên cho đứa cháu, xong là Hoài bảo có gặp mà hai đứa, một cái đứa thì cao cao này không, nó bảo thấy một cái đứa ông săn chủ ở trên ngực, không bảo có thì mới mò lên đây tìm mãi từ mấy nhà kia không thấy, mày mò lên đây là mới thấy tiếng đang ăn ở đây mới mò mới thấy. Bác lại tìm bọn cháu làm gì? Mẹ đứa con ra đây. Cháu cái gì? Đây là đây, bác đại con gì? Đấy mới thế đấy, con cái của bác mới thế đấy, bây giờ mới bỏ nhà đi thế đấy. Mẹ đuổi con mà. Đây là nhà của người yêu cháu mà bác. Vâng, người yêu. Đây, người yêu cháu đây. Hôm nọ bác giới thiệu con gái của bác có cháu thì cháu bảo bác là cháu có người yêu rồi. Vâng. Đây người yêu của cháu bác. Vâng, bác cũng thấy cháu. Vâng, bác cũng thấy cháu nói rồi. Ừ, nhưng mà bác mới bảo là con giới thiệu, nhưng mà bác bảo khai rằng không có người đấy thì thôi, bác cũng nói với cháu thế. Thì thà rằng không cho yêu thằng này. Không. Bác bảo thế này này. Tại thằng này con gái của bác bây giờ mới như thế. Mẹ nó nói trốn đi hôm qua nhá. Anh chị nghe thấy chưa? Để hôm qua để bác chị ơi, yêu đương thì không nên ngăn cản. Không phải không ngăn cản, nhưng mà cái thằng này nó không nên gì. Là bác mới ngăn cản thôi, không phải là yêu đương là bác không ngăn cản. Nó người tử tế thì bác mới cho yêu thôi. Hai bọn cháu yêu hay chơi bời thì bác mới không cho yêu con gái của bác. Thấy người ta đồn nói nhiều quá thì bác mới làm thế thôi. Bác già rồi bác không nên ngăn cản. Mẹ cũng già mẹ không nên ngăn cản. Nói thế này, già cái gì? Không biết thì đừng nói. Sao bác lại chỉ người yêu cháu? Không biết thì đừng nói. Bác đây là người nhà người ta chứ không phải nhà chỉ chỉ người yêu cháu. Đây. Anh chị thấy chưa, em đã bảo là nhà người ta thì cũng còn làm như thế. Ở nhà bác kia em bảo là đánh em như thế đúng không? Nhưng mà sao bác đâu? đây là người yêu của cháu mà sao bác đây là nhà người ta người chứ. Yêu cháu. Nhưng mà thôi để đây, bác nói bác chửi hai đứa đây này. Đây là nhà đứa... người yêu cháu nha bác nhé. Bác không được làm quá đáng. Cái đứa này nó nói thế thì bác cũng còn nghe được. Bác mẹ đừng có lên đây nhớ nữa, mẹ về nhà đi. Đây là nhà của chị. Nhưng mà bác này, bây giờ bác nói này. Bây giờ già rồi bác còn ngăn cản thì sao này? Không, cả hôm qua già đi bác cũng giờ giống cháu chưa biết thôi. Hôm qua bác lên bác bảo lấy con gái bác về nhà thì bác hôm qua bác ngủ ở nhà xong là ngủ chưa ấy, thấy thằng đứa này đi bán đi lấy cái gì về trộm vào nhà lấy gạo xong là mới mò lên theo sau là lên thì bảo đứa này về nhà thôi, không phải quấy rếu gì họ đâu. Mẹ bà hai đứa này buộc vào ra. Cái góc xoan ngực bây giờ đau hết cả tay này, bây giờ đau hết khởi đấy, đụng đến đây được rồi đây, đau hết đây, xem nào sưng hết đây. Ai đây đánh đây ơ. Nhưng mà chắc bà thằng này đấy, mẹ đừng nói thằng này đấy, bác làm gì có lỗi với hai đứa này đâu. Không phải có lỗi đâu. Tại thằng này mẹ cứ nghe nói cái gì, tại thằng này rủ dê con gái đi chơi ở nhà là... bác đuốc không rửa con cái gì mọi lần á, con gái của bác ngoan lắm rửa bác. Đấy làm việc nhà thôi. Đấy giờ bác này bà này cứ làm quá đáng nên lúc nào buộc không qua đâu hết, tức ngực hết cả đêm. Bà già rồi xong là sau này cũng cái bánh này giống cái này này, cái bánh như này này nói vừa bảo hôn nhau xong là nói bà mình bảo hôn trước mặt thì cứ làm thế, không bác làm thế nó nhét vào mồm bác còn không thở được này, cả da này đau quá không qua này. Mẹ nó làm cái đồ này cơ mà. Con tại thằng này đấy, láo quá. Bây giờ ở nhà người ta bác này còn làm thế thì. Tại thằng này ấy. Nói này.
Cái gì cái bác do phải... là ngày tết đấy. Cái gì cái bác phải bình tĩnh, bác không được làm như thế, nghe chưa bác? Bình tĩnh là gì? Đây là ở... bình tĩnh được à? Bình tĩnh được à? Không bình tĩnh được đâu. Qua. Còn đây là cái còn bảo bình tĩnh được à? Mày đừng có làm thế. Bình tĩnh được à? Chị không nên làm thế. Đây là nhà của em à? Đây là nhà của em ấy. Mẹ không biết đấy. Bình tĩnh được à? Hả? Đây bình tĩnh được à? Mẹ đừng có làm thế. Mẹ đừng có làm thế. Bình tĩnh được à? Hôm qua vừa buộc bà một lần. Vừa mua bà vào lần nữa bà không lấy lại như thế rồi. Thấy chưa? Bà bình tĩnh mà chứ. Đấy chưa? Bà bình tĩnh. Chị ơi, chị ơi. Bà bình tĩnh. Mày cứ đánh nhau. Bà bình tĩnh. Chị ơi, chị. Chị em bảo đây. Bà bình tĩnh. Để em bảo, để em bảo. Cái gì? Bà bình tĩnh. Để em bảo nhá. Hôm nọ chị ấy đuổi hai Hùng với Mai ấy ra khỏi nhà xong rồi. Em thấy họ không có gì ăn, em mới cứu mang họ lên đây ở với em thôi. À, mày cũng thế rồi, đừng có mà nói. Mày sao mày cũng tốt đẹp gì đâu. Mày cũng đứa đẹp gì đâu. Đúng không? Đây, khi mà yêu thì là người yêu cháu xem nào, vừa ra vừa nhìn số này số xí này yêu làm gì? Nhưng mà cháu yêu. Chồng bỏ chồng che hay đấy đâu có những cái đấy gì? Đây, cháu yêu. Cháu xem nào. Mình đẹp trai thế này. Con gái này sao? Không đúng con gái đấy. Yêu con gái của cô này chứ. Nếu mà không có cái bà này thì cháu chả yêu con gái của cô rồi. Đấy, bà này đất này. Chả nhẽ bây giờ lại do cháu à? Do cháu, cả cháu đấy. Nhưng mà chị làm thế không tốt. Chị ngăn cản như thế không tốt. Em nói thật đấy. Sao không tốt? Chị già rồi còn ngăn cản. Cái gì mà già? Mình già rồi, mình sống giờ vào con cái. Mày biết cái gì mà? Mày biết cái gì mà nói? Em chồng bỏ chồng kê em nhá. Chị không biết cái gì nói làm em. Không có cái gì mà nói. Đi về nhà đi. Biết chưa? Chị cũng không được sống. Bác đi về đây, bác đi về. Không về gì cả. Không về nhà bác ở đây, bác đi về đi. Mà về cái gì mà về? Bác đi về đi. Tại cháu. Đây mẹ em. Tại cháu. Rồi. Bây giờ bác bình tĩnh bác ơi. Mày không bình tĩnh được rồi, giờ này không bình tĩnh được.
không về đâu. Bác cái gì thế này? Để bác bác không về được. Bác về đi, bác về đi. Bác về đi. Bác về đi. Bác về đi. Về cái gì? Tại tại mày. Bỏ ra tao mày à? Hả? Về được à? Con gái tôi không về nó về được à? Cháu à? Dạ, dạ. À đếm à. Nói thế này. Cháu đi theo bà cô đi, cháu là lấy rồi. Khổ khổ bác. Đâu? Con gái của cô về nhà. Cho con gái của cô về nhà đi, không ở đây nữa. Ở đây cái đứa này vừa xấu vừa xí. Không, đây là người yêu của cháu rồi, vừa xấu vừa xí này. Đây đây là này, đây. Chồng mới bỏ mới che này. Đây gì? Nhìn cái mặt tắc. Đây là người yêu của cháu rồi. Cháu nhìn thế này. Nhìn thế nào? Mẹ đi về đi. Không về được đâu. Không về được đâu. Mẹ không về đâu. Không về được đâu. Bỏ cái tay ra. Bác tay ra. Bác bỏ người yêu cháu ra. Mẹ bỏ ra. Bỏ cái tay ra. Bác đi về đi, bác đi về đi. Không về được, không về được. Mẹ đi về. Cháu bỏ cái tay ra. Bác bỏ người yêu cháu ra. Bỏ ra. Ui. Ui. Em con sao? Không bỏ cái được đâu. Không về được. Từ bình tĩnh để cháu bình tĩnh cái gì? Mẹ đây này, bác nghe cháu nói đã. Vâng. Bác phải nghe cháu nói chứ. Thế đi về đi. Thì cái này từ bình tĩnh chứ. Vâng. Về cái gì? Đây là nhà của người yêu cháu thì bác. Đây nhà của chị. Người yêu gì mà người yêu? Đây là nhà mặt người yêu chị đây. Cháu bảo cô tại để bác bảo à. Để bác nói này. Con gái của không, bác ấy vừa sinh vừa đây này vừa còn hiền lành nữa. Nhìn cái bản mặt thì xem nào đây. Sinh gì? Cháu không lấy đâu. Nhìn cái mặt xem nào. Bác đi về đi. Cái mặt thì đang đang ngựa thế này rồi. Cháu nhìn cái mặt xem nào. Cháu không lấy đâu. Nhìn cái mặt xem nào. Mẹ đi về đi. Về đi. Cái con mày. Về cái gì? Cháu có người yêu rồi bác ạ. Tao về cái gì được? Bác phải nghe chứ. Bác phải nghe cháu nói chứ. Bác nghe cháu mà. Bác nghe cháu. Thế bác cháu em bác có phải quen biết nhau một ngày đâu đúng không? Bác bảo này. Bỏ cái đứa vừa xấu vừa xí. Không, cháu không bỏ đâu. Đây là người yêu của cháu, cháu không bỏ đâu. Cháu thương thật lòng cháu, cháu không yêu đâu. Bỏ với ra nhau đây. Đi về đi. Bác đi dù người ta bỏ như thế nào nhỉ? Về cái gì? Hả? Về cái gì? Hả? Tại mày đấy. Tại mày con gái tao biết thế. Về cái gì? Bác cái gì? Bác đừng có về cái gì? Bác phải bình tĩnh chứ. Về cái gì? Giờ này tao có về rồi. Giờ này đám máu. Bác điên hết cả người rồi. Bác phải bình tĩnh. Giờ này con về cái gì được biết? Bác bình tĩnh, bác bình tĩnh. Chị ra khỏi nhà em đi nhá. Rồi phải về nhà em nhá. Rồi có về cái được gì nữa này. Anh kéo chị ấy về đi. Về cái gì về nhà em. Về cái gì? Mẹ bỏ ra. Bác phải bình tĩnh. Bác bình tĩnh. Bác bình tĩnh. Ôi, nó khay nước bà đấy thì vứt đi. Về cái gì nữa đây? Cầm. Cầm chân đi. Về cái gì được nữa? Cầm tháo. Về cái gì? Mái cầm mấy kia. Về cái gì được nữa? Cầm nặng. Bác bác nghe cháu, vâng, bác nghe cháu mà. Bác bình tĩnh, bác bỏ cái chổi xuống đi. Đấy, bác bỏ cái chổi xuống nha. Chị đang quen nhau này, em như thế là không quen nhau cũng từ rất là lâu rồi nhưng mà. Mày nói cái gì? Chào con em để cái mày rủ dê đó đây. Nhưng cái bà này là cái đứa này tôi lấy cho để cho con gái cho tôi rồi. Nhưng mà cái gì cái? Rủ dê về làm gì? Nhưng mà mẹ đi về. Bác quá đấy. Tại bác quá đấy. Nhưng mà không cho hai cháu yêu nhau. Tại mày đấy. Tại mày đấy. Tại mày đấy. Trường nhé. Vâng. Với này. Ở đây là nhà của người yêu của cháu thì cái gì cái bác lên đây thì bác phải tôn trọng người yêu của cháu nhá. Bác yêu. không được đánh như thế nhá bác nhá. Nói thật với chị nhá. Kiểu gì cái cuộc đứa này. Không, nhưng mà em cháu ơi, cháu em nói này. Đấy là hạnh phúc cháu tự lựa chọn. Cuộc sống của em á, em cũng không muốn như thế đâu chị ạ. Chồng em đi bồ đi bịch xong là mẹ chồng em đuổi em ra khỏi nhà thì em mới về đến đây. Đấy, bác đấy. Rồi cái bản mặt mày đã không ưa chồng mày mới đi gái đi bồ đi bịch. Nhìn cái mặt mày thì xem nào. Nhìn cái mặt mày tốt đẹp thì chồng mày đã phải bỏ mày rồi. Bác bình tĩnh. Thì xem nào. Bác phải nghe cháu nói đã chứ. Chị có biết cuộc sống của em nào không mà chị chỉ nhục em. Vâng, bác nghe mà. Cháu à, vâng. Đừng mà lấy cái con đứa này nữa. Nhìn vào cái mặt đã xấu xí, nhìn cái mặt xem nào. Bóp đẹp thì chồng nó đã bỏ rồi, đi gái gú rồi nhé. Lên đây thì bác phải tôn trọng bọn cháu chứ. Bác không được làm như thế. Ở trên nhà của bọn cháu như thế này không được đâu. Có gì bác vào nhà cháu giải thích cho bác. Bác vẫn tôn trọng cháu lắm. Bác tôn trọng cháu là bác mới tìm được cái như thế đấy. Thế là bác không tôn trọng cháu chị ra khỏi nhà em bác phá đủ điều luôn. Đây là nhà của em, không phải là nhà của chị. Bác phải bình tĩnh. Nhà gì nhà của em? Cái bản mặt của mày không phải nhà em nhà. Nên gì? Hả? Có gì cái... mày còn chưa chấp rủ dê mấy cái đứa này về gì? Tao đã bỏ đuổi ra khỏi nhà mày còn rủ dê bọn này về đấy là cái gì? Bác phải bình tĩnh. Tại mày hôm nay tao mới lên để quấy phá thế. Hả? Nhìn cái bản mặt mày thì xem nào. Nhưng mà em bác phải cái gì ăn thì ai cho cái? Bác phải nghe cháu nói chứ. Chị đã đuổi, chị đã đuổi. Bác nghe nào, bác nghe cháu à, bác nghe cháu. Bây giờ. Thế sao không nghe cháu? Bây giờ bác. Nghe gì cái bản mặt của mày? Ai mà còn nghe được? Ai mà còn nghe được cái bản mặt mày? Tại mày con gái tao nói như thế này. Cháu yêu con gái của bác. Thì con gái tao phải như thế rồi. Mẹ nó có mà đánh. Chị ra khỏi nhà em này. Ra khỏi nhà em. Rồi đưa ra, lúc nào con gái tôi về mày. Con gái tôi về nhà tôi mới ra khỏi nhà mày. Còn cái mặt của mày tao nhìn tao đó. Ừ, nhìn tao ừ, nhìn rồi. Bác từ từ bác phải nghe cháu nói đó. Bác nghe cháu mà.
Bây giờ nha. Bác nghe cháu mà. Bác hạ hỏa đã, bác từ từ. Bác phải từ từ nha, bác bình tĩnh. Vâng, bác nghe cháu. Bác không được nghe gì cả. Bà này, bà này không nghe gì cả. Bác nói đi. Chắc là bác đi về trước thôi, xong là ngày mai rồi có gì bác lên nói chuyện sau thôi chứ bây giờ ở đây như thế này bác cứ làm. Bác cũng muốn về đâu tại tại thằng này đây. Mẹ cái này bác cũng muốn về đâu. Bác thằng này đây. Bác cứ làm. Thằng này hết đi. Bác cứ làm như thế này mọi chuyện rắc rối thêm thôi bác. Thằng này là con tao, không phải đi đâu đâu. Tại thằng này đấy. Bác phải đánh đây. Đây, đánh vào mắt tao đau hết rồi. Đây. Bác bị là đúng ấy. Bác bị là đúng. Đánh vào mắt tao đau hết rồi. Ê, tại đứa này mày không chết chứ. Con tao đéo phải về đây đâu. Mẹ đi. Tại đứa mày. Tại thằng hết đây này. Tại thằng này. Bình tĩnh. Tại thằng này. Tại thằng này cất. Tại thằng này đấy. Bác bình tĩnh được. Đi về đi bác bình tĩnh được. Chị nếu mà không tại mày thì con tao về nhà rồi. Con tao mình không về. Này, chị đi về khỏi nhà. Không phải về. Đi về đi. Không phải này. Đi về đi. Đi khỏi nhà em nhá. Có lông mày đâu? Không bảo gì. Thấy nhà đấy anh mày thì mày cắm cưới cho con. Mày cái gì mày cũng lấy cho con nhiều lắm. Đi nhà mình. Đi với mẹ đi này. Về nhà cho bác đi. Bác đi về nhà đi bác. Lấy con gái của đây là người yêu của em nhá. Không phải người yêu đâu. Chị không có quyền căn ghét đâu. Đây mày đấy. Nếu mà mày không cưới được em ấy. Người yêu cái gì? Người yêu của con gái tôi đấy. Còn cái thằng này tao đéo chấp vào đâu. Thằng này tao đéo cho yêu con gái tao đâu. Thằng này tao đéo cho yêu bác, đâu. Bình tĩnh nha bác. Thằng này tao đéo cho yêu đâu. Bác phải nghe cháu. Về đi. Về, không về đâu. Không cho về đâu. Với mẹ về. Không phải về đâu. Em ở với anh bác đi. Bác phải bình tĩnh. Không, ơi, mẹ không phải đi về cùng mẹ em làm gì đâu. Mẹ mẹ bác, đánh bác đánh về xấu tính thôi. Bác xấu tính đâu. Đi về đi. Mày. Về cái đi. Tại mày đấy. Không có mày thì con gái tao đéo phải đi đâu. Tại mày. Tại mày hết đi. Em có sao. Hả? Về đi. Bác chị ấy đi về đi. Em đi vào nhà trước đi. Không, em cháu đi, cháu đi vào nhà cháu đi. Cháu đi. Em đi trốn em ơi. Em đi trốn đi. Trốn em trốn đi. Trốn được à? Cháu về. Cháu đi. Chạy đi, chạy đi. Không thấy con gái đâu. Ôi chạy đi, chạy đi. Con gái đâu? Để bác giữ đây rồi. Chạy đi. Con gái đâu? Mà ơi đâu rồi? Chạy xa vào nhá. Con gái đâu nhỉ? Chạy xa vào nhá. Con gái bác đâu rồi? Đi về với bác đi, để đấy con gái bác về. Cháu khuyên con gái bác đi. Cho con gái về đi. Cho con gái về theo bác đi. Nhé. Xong rồi cháu về theo bác thì. Bác bình tĩnh. Bác tạm. Bác cứ cho các cháu nhé. Còn cái thằng. Ừ. Bác đi ra khỏi nhà cháu ngay cả trước nhá. Bác không cho yếu. Bác mình tìm bác mình nghe cháu. Bác khỏi nhà cháu ngay. Cái này không phải là gì. Bác khỏi đây. Đi ra khỏi nhà cháu này nhá. Đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà cháu ngay. Bác từ từ đã. Đi đi đi. Đi đi đi. Để anh kéo bác đi về. Xấu mà xí nên gì người vậy. Bác đi về đi. Này bác nói này. Bác đi về đi. Cái đứa này vừa xấu vừa này. Nhưng mà sinh gì đâu. Chồng mấy bỏ. Nhưng mà cháu yêu. Chồng mấy đi bộ đi về cái. Cháu thương hai nó mẹ con. Nó tốt đẹp thì cái bản chất nó tốt đẹp thì không có quyền chỉ em. Cháu thương hai mẹ con. Nói tất đấy. Nó tốt đẹp gì đâu. Chị không có quyền chỉ em nhé. Nó tốt đẹp thì chồng nó rắc. Bác không bỏ rồi. Chị đi phải nhà em. Nó tốt đẹp thì chồng nó rắc bỏ nó rồi. Chị ra phải nhà em ngay. Nó có chồng nó rắc bỏ nó rồi. Phải em ngay. Bác nhớ mày đâu. Bác phải từ từ đã. Nhớ mày đâu. Có gì bác phải nghe cháu nói ra chứ. Bác làm như thế thì sau này bác già thì con cháu nó không thích bác đâu. Em không cho về đâu chị mà ngăn cản thế. Em không cho hai đứa đấy rồi. Không cho về tao đủ mà quấy rối này. Bác từ từ đã. Tao phải đủ quấy rối nhà mày luôn. Nói thật là chị đuổi nó ra khỏi nhà thì nó mới lên nhà em thôi. Mày bác cứ từ. Em gặp ở ngoài đường bác em thấy là sang em mới. Chị ơi. Có gì bác phải nghe cháu đó chứ. Bác lên đây cơ mà. Nghe đi. Bác phải bình tĩnh. Thế nào nghe cái gì. Bác không được vội đâu. Không nghe được nữa. Cháu bác phải nghe cháu chứ bây giờ bác không nghe nó làm ầm ầm như nghe cháu luôn. Nhưng bác không nghe cháu là bác không như thế rồi. Chứ. Bác lên đây bác. Tại cái thằng đấy chủ xe con gái của bác đi như thế bỏ cả nhà đi. Bác làm như thế cháu không thích đâu bác. Nếu mà hôm qua họ không buộc bác á, bác không làm như thế đâu. Bác bảo rồi. Thôi con này con về cho bác. Bác bỏ mày. Mày tốt thì chồng đéo bỏ mày đâu. Cái bản mặt của mày đây. Mày có được làm thế đâu. Đừng lấy cái thằng này. Bác bỏ ra đi. Nó tốt thì chồng nó đéo đi gái đi cũng rồi. Bác bỏ ra đi. Cháu về cho bác đi. Cháu về cho bác để lấy con gái của bác đi. Không, đứa này em vừa xấu vừa xí, chồng nó mới đi gái đi gú này. Nó tốt nó đẹp thì chồng nó còn đi gái đi gú rồi. Cháu không nghe đi bác đâu bác ạ. Cháu về theo bác đi. Cháu đi theo bác ơi, cháu đi theo bác ơi. Cháu đi theo bác ơi. Cháu không cháu đi theo bác đi. Cháu đi theo bác đi. Cháu đi theo bác đi. Không phải nghe cái gì cả.